Yeah. Hey. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn luôn nha. Hôm nay chúng ta lại có thêm một tập vali đồ chơi quen thuộc ở trên Toy Station luôn đó nha. Ừ mà các bạn ơi, đây không chính là vali đồ chơi đầu tiên của năm 2019 đó. Cam Cam nói hoàn toàn chính xác. Và những bạn nào đã theo dõi kênh Toy Station từ lâu chắc chắn sẽ không có xa lạ với cái vali đồ chơi. Tuy nhiên thì dành những bạn nào mới đến với Toy Station lần đầu hoặc chưa biết tới cái series này, thì trong những tập vali đồ chơi anh sẽ có một cái vali tất nhiên rồi chứa rất là nhiều những cái đồ chơi trong đó, và nó không có theo nhất định một cái chủ đề nào các bạn. Đây ha, ví dụ như là tập này các bạn sẽ thấy chúng ta có Roblox nè, Shopkins, My Mini Mixi-Qs, Tokidoki, thậm chí là lâu lâu sẽ có những cái dòng đồ chơi mà anh chưa bao giờ mở trên Toy Station luôn. Ví dụ như là cái dòng này, Smashers. Thì tóm lại các bạn có thể hiểu đây là một cái tập lẩu thập cẩm của đồ chơi bất ngờ. Vậy thì bây giờ mình bật bếp lên nấu nồi lẩu thôi đây. Ok Cam Cam. Ok, để mở đầu cho tập này thì anh nghĩ là chúng ta bắt đầu với cái dòng đồ chơi mới luôn đi. Đây, xin giới thiệu với các bạn dòng đồ chơi có tên là Smashers, đến từ hãng Zuru. Smash the ball and collect them all. Hãy đập những cái banh ra và sưu tập hết tất cả nhân vật. Ok, cái chữ Smasher này dịch nôm na ra là những kẻ đập phá. Smash là kiểu đập mạnh. Ok các bạn ơi, thì khi cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cái dòng này thì không biết là các bạn có giống như anh Khoai Tây không? Đó là anh liên tưởng ngay tới dòng đồ chơi rất là quen thuộc luôn, Grocery Gang của Moose. Kiểu như là các nhân vật cũng có hơi hướng tinh nghịch một chút xíu. Đó, mặt rất là nham nhở nè. Rồi anh đoán là cái chất liệu nó cũng sẽ giống giống như là Grocery Gang, hoặc có thể là sẽ cứng hơn chút xíu. Tuy nhiên có một cái điểm mà khác hẳn với lại Grocery Gang, đó là dòng này đi kèm theo một cái trái banh các bạn ơi. Mỗi nhân vật sẽ ở trong một cái trái banh. Và nhà sản xuất còn xúi chúng ta là smash open the smash ball, có nghĩa là mình đập những cái banh này ra. Rồi ở đằng sau này cũng sẽ có một cái list nhỏ nhỏ, một cái hướng dẫn mini. Cầm cái banh thải, cái banh bể ra sẽ có một nhân vật ở bên trong. Surprise! Và đây là series 1, series đầu tiên của cái dòng này, với chủ đề sport, thể thao. Rồi, mở hộp ra nào. Ok, đây là cái list. Xem nào. Ở mặt trước chúng ta có một cái thiết kế của một cái sân vận động, sân thể thao các bạn. Đây như là môn bóng ném hay sao á. Rồi ở đằng sau là danh sách của các nhóm, rất là nhiều nhân vật luôn. Trên cái hộp này có ghi là hơn 100 nhân vật để mà sưu tập được. Rồi rất là nhiều nhóm và nhiều nhân vật ha các bạn ha. Mà có một điểm chung là những bạn này đều liên quan tới thể thao hết. Ở trên cùng thì sẽ có hai cái nhóm này đáng để chú ý nhất, đó là nhóm Super Rare, siêu hiếm, và Limited Edition, phiên bản cực giới hạn. Ok, rồi cái pack này thì nó sẽ có hai cái quả banh, bên trong có chứa những nhân vật bất ngờ và một nhân vật có sẵn rồi. Em này nằm ở trong nhóm Ball Stars, nhóm có những cái trái banh và có tên là Super Brawl. Wow, có tới 3 phiên bản màu của em này lận, đỏ, xanh dương và cam. Thì ở đây chúng ta có màu đỏ nha các bạn. Đó, là một trái banh bầu dục các bạn ơi. Rồi, ở đằng sau này có dính một chiếc vớ rồi bị vá lại nữa chứ. Ok, những cái em này thì trông giống như là Grocery Gang, nhưng mà cái chất liệu thì lại giống như là Shopkin hơn các bạn ơi. Cái chất liệu nhựa hơi cứng, cũng có đàn hồi nhưng mà rất là ít. Rồi, bây giờ chúng ta xem tới cái trái banh này coi. À, cái thiết kế của cái banh này rất là quen luôn. Một cái loại banh mà lắp ráp hồi nhỏ anh hay chơi nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy những cái miếng này nè ha. Đó, nó ráp lại thành trái banh. Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái trái banh này ra theo đúng tinh thần của Smashers. 1, 2, 3. Wow. Ôi, trái banh này nó bể ra thành 6 mảnh luôn các bạn. Ok, đây là một cái ý tưởng trái banh đã có từ rất lâu rồi các bạn ơi. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể lắp ráp lại những cái mảnh này. Wait, ok. Cũng không có dễ đâu nha các bạn. Mình phải biết cái thế của nó một chút thì ráp mới được. Đó, rồi, xem nào. Ký ức tuổi thơ ùa về đâu. Oh my god. Không, nhất quyết là phải ráp cho bằng được. Rồi. Đây rồi, nhớ rồi các bạn ơi. Tuổi thơ đã chính thức ùa về và đã nhớ ra cách ráp của cái banh này rồi. Ok. À, mảnh cuối cùng cũng rất là đòi hỏi sự khéo léo đấy. Ui, no. Yes. Đó, hồi xưa thì đây cũng là một cái dạng banh puzzle đó các bạn. Cái cách ráp lại thì nó cũng không có gì là khó khăn lắm đâu các bạn ơi, nhưng mà chỉ đòi hỏi một chút xíu mình kiên nhẫn và lại khéo tay thôi. Đó, khi khéo ráp vào một cái thì cái banh này nó cứng luôn nha các bạn, không? Thả xuống là không bể luôn rồi ha. Phải quăng luôn á. Boom. Oh. Mạnh nữa. What? Sao không bể trên bàn mà bể dưới đất chi?
Để qua một bên đi. Coi em này nào. Em này cũng nằm ở trong nhóm nha, những trái banh luôn. Có tên là Taco. Cũng là một trái banh bầu dục luôn các bạn. Nhưng mà có cái thiết kế khác với bạn hồi nãy. Thì anh nghĩ bạn này là bóng bầu dục chơi theo kiểu của Mỹ. Còn em này là chơi theo kiểu rugby, cái môn của Anh hay sao á. Anh cũng nhớ mang máng là như vậy. Em này là một quả banh bầu dục, trên tay cũng cầm theo một cái quả banh bầu dục nữa. Và đang trong một cái thế thủ banh này các bạn. Ok, còn trái cuối cùng. 1, 2, 3. Đập phát vỡ luôn. Rồi chúng ta có em Home Run. Là một cái gậy bóng chày, đang chơi bóng chày luôn. Và có một chân thôi cho nên là mang đúng một chiếc giày. Ok, các bạn nghĩ sao về cái ý tưởng của cái dòng đồ chơi này? Còn anh thì tất nhiên là anh thấy đây không phải là một cái ý tưởng mới. Tuy nhiên, Zuru cũng đã ứng dụng được cái trái banh này vào cái dòng đồ chơi của họ. Cũng khá là thú vị. Tiếp theo anh nghĩ là sẽ mở hai cái pack Roblox này nha các bạn. Đây là series 1 của những em figure Roblox. Anh cũng đã từng làm một cái tập về những em này rồi. Trong tập đó như là anh mở khoảng mười mấy pack hay sao á. Đó, anh khá là thích cái hộp này ha các bạn ha. Chắc chắn nè. Đằng trước có những cái chữ, mặt sau có chữ khác để mà mình có thể ráp lại thành chữ Roblox á. Ok, và mở ra như vậy. Đó, bên trong sẽ có một nhân vật. Xem nào. Ủa, như đây là nhân vật mình đã có rồi các bạn ơi. Anh đã mở ra được trong tập trước rồi ha. Nhân vật này có tên là Blogging All Cat. Thì ở video trước cũng nhờ các bạn comment nói ra đây là những cái skin ở trong game của những gamer nổi tiếng của cộng đồng Roblox. Ok, tuy nhiên thì em này thì ở video trước mình đã mở ra được rồi các bạn ơi. Có đi kèm theo với một em mèo rất là dễ thương luôn. Anh thì anh thích cái em này hơn là em nhân vật chính. Và trong mỗi hộp thì chúng ta sẽ có một cái thẻ cao. Cái thẻ này hình như là dùng để mà redeem một cái nhân vật hoặc là một cái skin gì đó ở trong game. Và do là anh không có chơi cái game này các bạn ơi, cho nên là anh sẽ cào ra luôn cho các bạn xem. Coi như đây là một dòng code free cho bạn nào có chơi cái trò này ha. Mở tiếp luôn cái pack thứ hai. Đó, và nhân vật này chúng ta cũng đã có rồi luôn. Anh nhớ rất là kỹ bởi vì có cái đèn điện này nè. Em này có tên là Rockstar, ngôi sao nhạc rock. Đó, mình có thể gắn cái đèn phụ kiện này vào tay của em này như thế này. Đấy. Và thêm một cái đặc điểm nữa anh thích về những em này là ở cái chân có hai khớp, một là ngay hông, hai là khớp gối. À, chúng ta có thể pose được một số những cái pose cơ bản. We will, rock you. Ow! Và đây là cái code đi kèm với em này. Ta-da. Tiếp theo mình mở tên hai em Mermicorno Series 1. Cập nhật lại cho các bạn một tí thì Mermicorno Series 2 ở trên Toy Station chúng ta đã đủ bộ rồi nha các bạn ơi. Haha, cũng trong một tập Vali đồ chơi lần trước thì anh đã mở ra được em Sharkbite phiên bản Chaser. Cho mỗi series thì sẽ có một cái em siêu hiếm, rất là khó tìm ra luôn. Nhưng mà Toy Station chúng ta đã làm được điều đó. Tuy nhiên thì Series 1 anh vẫn chưa đủ bộ. Đây, anh mở luôn cái hộp này ra đi. À, với lại thêm một cái điều nữa là các bạn sẽ thấy Series 1 ở Tokidoki giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc làm đồ chơi siêu tập với các bạn. Cho nên là trong cái từng hộp chẳng có một cái list gì cả. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta đã có sự trợ giúp của chị Google để có thể biết được đích thị danh tính của những em Mermicorno này. Và cho tới hiện tại thì chúng ta đã có những em sau đây. Đó, 5 em này. Cả một bộ siêu tập thì chúng ta sẽ có 8 em. Và em này đây, em Paria phiên bản Chase, siêu hiếm đó các bạn, rất là khó kiếm. Ok, thì để xem hôm nay chúng ta sẽ mở ra được nhân vật nào. À mà khoan nữa, các bạn hãy ngay lập tức bấm nút like để cổ vũ tinh thần cho hai cái phát này nó không bị trùng nha các bạn. Và càng tốt hơn nữa thì là phiên bản siêu hiếm luôn. 1, 2, 3. Oh my god, đã thấy một cái màu xanh rồi. Let's go. Ok, ok, không bị trùng, yes. Rồi, em này đứng ở vị trí cuối cùng ha. Tên là Tropica, một em Mermicorno có chủ đề nhiệt đới nha các bạn. Rồi, hơi nguyên một cái quả dứa màu metallic đồng ở trên đây. Rất là dễ thương luôn, rất là đẹp. Em này có tông chủ đạo là vàng và xanh lá cây. Ở hai bên hông có cái hình một cái ốc đảo có cây dừa rồi mặt trời là sắp lặn nha các bạn. Đó ha. Đây cũng vậy luôn, một cái bờm mà nhiều màu, xanh lá cây, xanh dương và cam, vàng luôn. Đôi cánh vàng không gì đặc biệt. Cái sừng cũng có hai màu. À, ngoài ra ở ngay đằng sau má cũng có một cái chi tiết hình cái bông năm cánh nè. Bên này cũng vậy luôn. Thì theo đánh giá của anh thấy cái series 1 của Mermicorno này nó không có đẹp bằng series 2. Nhưng mà do là anh sưu tầm cho nên là vẫn rất là muốn đủ bộ các bạn ơi. Ok rồi, để em này ở đây. Và chúng ta xem tới em này. Wow, em này tỷ lệ trùng mới cao nè. Cần sự ủng hộ tinh thần của các bạn hơn bao giờ hết. Ủa? À đây rồi, cái chậu xe hết nằm ngay đây các bạn. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ây dồ, thấy một cái đuôi màu vàng. Một cái đuôi màu vàng. Hi. Dạ.
Those are heroes. Chase. Awesome. Ok các bạn ơi, chúng ta đã kiếm ra được Peria, một em Hermicono siêu hiếm của series 1. Như vậy là chúng ta chỉ còn chờ em Maria này nữa thôi. Đó, cái em màu cam này là coi như Hermicono series 1 Toy Station chúng ta sẽ có đủ bộ luôn. Ok, xem nào. À, ngay lập tức thì anh đã thấy em này có một cái finish màu trắng đó, ngà ngà, ngọc trai. Rất là đẹp nha các bạn ơi. Trên đầu đeo một cái charm hình một cái vỏ sò có tông màu nâu với lại vàng. Bờm của em này cũng rất là đẹp luôn. À, những cái gam màu metallic. Cái này giống như là màu metallic đồng á, màu cam đất sét và màu xanh nhạt. Những cái họa tiết như là em cá heo ở đây rồi ngôi sao trên má. À, đối xứng ha, cũng rất là dễ thương luôn. Cái phần đuôi đằng sau thì là cái màu vàng. Cái tông vàng nó cũng bình thường thôi. Anh thấy nếu mà là làm luôn cái màu ngọc trai này còn đẹp hơn á. Ok, nhưng mà thôi kệ. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Wow, lần nào cũng vậy luôn á. Anh mà cứ kêu gọi các bạn bấm like, cổ vũ tinh thần là y chang là rất là may mắn luôn. Hãy tạm để hai em này ở đằng sau. Tiếp theo, mình mở hai cái pack này đi. Một pack là Shopkins Season 8. Còn đây là My Mini Mixi Q Series 2. Đều là những cái dòng mà anh đã mở từ rất lâu trên Toy Station rồi. Hôm nay thì anh vẫn còn hai cái pack mới tinh chưa mở nè các bạn. Shopkins now. Biết đâu hên hên được luôn Limited Edition sao? 1, 2, 3. Không phải là Limited Edition nhưng mà phiên bản siêu hiếm rồi các bạn ơi. Wow. Còn cái này. Nope. Một phiên bản bình thường thôi. Đây là một cái giỏ Bonita Basket ở trong nhóm Mexico. Cả cái season 8 này là một cái season về đi du lịch khắp châu Mỹ nha các bạn. Còn em này là nằm ở trong nhóm siêu hiếm Alexandra Ornament. Giống như là một cái quả châu trang trí á các bạn. À, nhưng mà có một cái finish rất là đẹp luôn. Finish của những em siêu hiếm của season này. Rất là bóng bẩy của màu ngọc trai. Rồi còn có cái ánh xà cừ 7 màu nữa các bạn. Quá đẹp luôn. Để hai em này lên cái hộp trưng bày. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp luôn với hai em Mini Mixi Q. Trong một pack này cũng có hai nhân vật. Mỗi nhân vật Mini Mixi Q sẽ thường có một cái em nhân vật cơ bản đi kèm vào cái phụ kiện là bộ trang phục của bên dưới và một cái tóc hoặc là một cái nón gì đấy các bạn. Đó, ba pack ha. Em này cũng thế luôn. Ôi, hình như là mình mặc lộn đồ cho mấy em này rồi. Ok, như vậy mới đúng rồi các bạn. Em này là Sunshine Skater, một vận động viên trực patin tỏa nắng. Và em này là Doctor, bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám giùm em với. À, em bị gì á? Dạo này em hay bị hội chứng tỏa nắng lung linh đẹp lộng lẫy luôn á. Bác sĩ chữa giùm em đi. What? Đi về giùm tôi đi chị hai. Tiếp theo, cùng là một dòng đồ chơi Literally Space Shop, nhưng mà cái bịch này là Series 1 và cái hộp này là Series 2. Anh cũng đã từng mở hết ở trên Toy Station rồi. Ok, mở cái bịch Series 1 này ra. Nguyên một cái thùng rượu, cái này đẹp nè. Rồi, và có vẻ như là chúng ta đã mở ra được một em cuốn màu xám nè ha. Em này có mã số là 1B44. À, đi kèm với một cái phụ kiện đó là một cái thùng rượu có cái màu đỏ đất. À, đây là một cái thùng rượu gỗ có hai cái đai kim loại ở xung quanh. Ngoài ra thì trong mỗi pack cũng đi kèm thêm hai cái phụ kiện nữa tùy chúng ta lựa chọn. Một là cái nhẫn như thế này. Đó, mình gắn em này lên đây ha. Rồi, đeo lên tay. Đó, úp cái thùng rượu này lên luôn. Đeo đúng nổi bật luôn các bạn. Còn hai á là mình sẽ gắn lên cái đế như thế này. Đấy. Rồi, úp cái thùng đồ này lên luôn. Và chúng ta để trên bàn trưng bày. Anh thì anh thích cái kiểu này hơn. Chứ mà đeo nhẫn rồi anh đi ra đường chắc ớn ốc luôn các bạn ơi. Ok, tiếp luôn với cái hộp Series 2. Thì cái hộp này nó thú vị hơn cái bịch vừa rồi. Đó là chúng ta sẽ có một số những cái tương tác. Đây, bước 1, kéo phần này ra. La 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 la. Ta sẽ có một cái bịch ở trong này nha các bạn. Đấy. Cái list luôn. Đó, đây là cái list của Series 2. Theo đúng quy trình thì chúng ta sẽ nghía cái phụ kiện trước. Có một cái móc và một cái chìa khóa trong suốt màu xanh luôn nè. À, nhớ rồi. Những cái em của Series 2 này có cái chủ đề là ổ khóa các bạn ơi. Bước 2, chúng ta lột ở trên đây. À, và lại các bạn cũng đừng quên cái móc ở trên này nha. Sẽ sử dụng được đó. Rồi, chúng ta vừa mới mở ra được cái em này là em gì đây? Nào xem kỹ. Ok, một là rắn, hai là sâu. Bởi vì anh thấy có cái mình dài dài nè các bạn. Thôi cứ cho là em sâu đi cho dễ thương. Ok, đi kèm theo cái ngôi nhà của em này cũng là một cái cuốn sách luôn. Và chúng ta có thể lấy cái chìa khóa này, tra vào đây, vặn ra nè. Đó, à, mở ra. Rồi, cho em này vô nhà nè. Gắn lên ngay chỗ này nè các bạn. Và đóng cuốn sách lại. Thấy cái mặt em này ở bên trong cửa sổ. À, quý, hiểu rồi. Em này chắc chắn là sâu luôn, hoặc là mọt á. Bởi vì cuốn sách nè ha.
mọt sách. Dễ ơ. Hoặc tiếng Anh gọi là bookworms á. Wow. Ok, và chức năng cuối cùng của cái bộ này nó là chúng ta có thể làm được thành một cái sâu móc khóa. Đó. Dùng những cái móc hình chữ S nhỏ nhỏ như thế này. Mình móc cái chìa khóa. Móc vào cuốn sách và mình sâu vào cái vòng này. Ok, đấy. Anh thích cái ý tưởng và cái thiết kế của series 2 này hơn nha các bạn. Nói về móc khóa thì tiếp sau đây sẽ là một loạt những cái món cũng về móc khóa luôn. Đây là dòng Frenzies, một sự kết hợp của Tokidoki và Hello Kitty. Khi mà hai tên tuổi lớn của phong cách kawaii kết hợp với nhau thì chúng ta có một cái dòng này. Những em Hello Kitty mang trang phục của Tokidoki. Ok, xem nào. Rất là thích luôn các bạn ơi, những cái bịch bạc của Tokidoki mini nhỏ xíu như thế này. Mở bịch đầu tiên nha. Yay! Mẫu này anh chưa có. Một em Hello Kitty đang trong trang phục và xương rồng. Rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Có rất là nhiều những cái chi tiết gai nhỏ nhỏ trên phần đầu. Ok, hai bên tay cũng vậy. Đó, chỉ đơn giản là một cái móc khóa thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà nó rất là mắc. Hộp thứ hai. Anh thích bạn này. Đây là Hello Kitty đang trong trang phục của một em khủng long. Cái em khủng long này cũng thuộc một series của Tokidoki luôn. Tuy nhiên thì anh chưa có dịp sưu tầm và review cho các bạn xem. Có thể là trong tương lai. Em này còn đang cầm trên tay một cái xe buýt nữa các bạn. Giống như là khủng long khổng lồ đang đi phá hoại thành phố. So cute. Wow, hy vọng là em cuối cùng này không bị trùng luôn nha. 1, 2, 3. What? OMG! Cái này đúng ra là mình được tới hai nhân vật rồi các bạn. Oh man ơi. Đây là một phiên bản gọi là rất là chịu chơi của Hello Kitty luôn các bạn ơi. Rất là emo. Đây, thấy Hello Kitty có một cái hình xăm đầu lâu ở đây ha. Tai còn xỏ khuyên nữa nè. Hai bên luôn. Oh my god. Mặc đồ dạng giống như phong cách punk rock các bạn. Trên đầu là nguyên một cái mohawk. Đúng luôn. Rồi, còn có thêm một cái em này. Rồi, ok. Em này là ở trong cái series Cactus Pet. Những em thú cưng xương rồng. Và trong phiên bản là cũng là màu đen luôn, màu em cún. Ok, cái phiên bản này thú vị đây. Thì nói về Tokidoki các bạn, họ có rất là nhiều những cái dòng, những cái series khác nhau luôn. Mà trên PlayStation thì anh cũng chỉ mới có mở ra một số dòng thôi. Mufia nè, Mermicorno, Unicorno, Donatella. Rồi còn gì nữa không? À, Cactus Pet, Sushi Car nữa. Nhưng mà nào có thích về Tokidoki thì có thể bấm vào thanh search của YouTube PlayStation Tokidoki. Sẽ hiện ra tất tần tật những video mà anh đã làm về Tokidoki ha. Ok, tiếp theo là cũng là một cái dòng đồ chơi móc khóa nữa. Nhưng mà là những cái quả trứng Gacha Gacha. Và ở đây là hai quả này là series của 7 viên ngọc rồng luôn. Mở ra cùng lúc nha các bạn. Cả hai em này đều là cùng một series UDM Burst 30. Một series trường kỳ về chủ đề 7 viên ngọc rồng của Bandai. Và trong series 30 này thì chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 nhân vật nha các bạn. Thì đầu tiên ở đây chúng ta có Son Goku phiên bản tóc bạc. Và rất là đẹp luôn. Đây là một cái series rất là nổi tiếng về chủ đề 7 viên ngọc rồng. Bởi vì cái chất lượng của những em figure này nha các bạn. Với một cái size rất là nhỏ thôi. Đây, so sánh với lại cái đốt tay cái của anh khoai tây đi. To hơn được xíu. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhìn thật kỹ. Đó, nhìn kỹ vô cái chi tiết cơ bắp này nọ trên người Son Goku nè ha. Rồi nhất là những cái chi tiết mà ở trên quần áo nữa. Với cái size như vậy và cái độ chi tiết này thì đòi hỏi một cái trình độ cực kỳ cao nha các bạn. Mà Bandai vẫn làm được như vậy thì chứng tỏ đẳng cấp rồi. Chưa kể tới cái chất lượng và cái màu sơn rất là hoàn hảo luôn. Đó, ánh metallic bạc của tóc của Son Goku tuyệt vời và hoàn toàn không bị lem một miếng nào luôn các bạn ơi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Em thứ hai đó là Kefla đang ở trạng thái siêu Saiya. Em này thì có một cái mái tóc màu xanh lá cây, cũng hơi óng ánh kiểu ngọc trai. Wow, rất là nhiều những chi tiết tóc luôn các bạn xem nè. Wow, giống như cây dừa vậy đó. Cái biểu cảm gương mặt cũng rất là tuyệt vời và những cái chi tiết ngay tai cũng cực kỳ đỉnh cao luôn. Đó, những cái đường gân gần sóng này nọ của tai người thật á, được thể hiện luôn mới ghê chứ. Hai cái bông tai nhỏ xíu cũng được sơn một cách rất là tỉ mỉ, không hề bị lem. Tất cả những cái chi tiết còn lại ở phần thân cũng rất là tuyệt vời luôn. Oh my god. Cái series UDM này thì anh cũng đang có khoảng một chùm rồi các bạn. Hả? Gồm các nhân vật luôn ha. Ek, sao ông này bị treo lộn như đây rồi? Ông chó Shiba Inu. Ok, và chúng ta chỉ còn có một cái rương Minecraft cuối cùng ở trong cái vali này thôi. Cũng là một series nữa không xa lạ với các fan của PlayStation. Mở ra luôn, có khi nào mình hên hơn mình được một phiên bản Go luôn không ha? 1, 2, 3.
Ok, không phải go. Ủa nhưng mà cũng được, em này anh chưa có nè. Nói về cái series Minecraft này thì ôi thôi anh có nhiều lắm rồi các bạn ơi, rất là nhiều những nhân vật rồi. Bữa nào khi mà anh hoàn thiện được cái nơi trưng bày hoành tráng nhất của Toy Station từ trước tới nay, anh sẽ show cho các bạn xem luôn thả cái bộ sưu tập này. Đây là những em Magma Cubes, những khối vuông nham thạch nha các bạn. Ok, nói về Minecraft thì chắc chắn là các bạn sẽ rành hơn anh khoai tây rồi. Cho nên là bạn nào có biết thêm nhiều thông tin về em này thì hãy comment ở bên dưới cho anh được biết với. Còn bây giờ thì anh chỉ có thể nói về cái thiết kế của những em này thôi. Đây giống như là ba em trong một các bạn ơi, được dính vào lại với nhau. Các em ở trên cùng này thì giống như đang mở miệng ra, nhìn cũng rất là thú vị ha. Các bạn ơi, những em Mermicoddle phiên bản hiếm đều được mở ra trong những tập vali đồ chơi. Thật là tuyệt vời luôn á nha. Oh yeah, và anh khoai tây rất là vui mừng vì cái điều đó luôn các bạn ơi. Bởi vì có những tập á hả, anh cố tình mở rất là nhiều. Không chỉ là Mermicoddle không mà những cái dòng khác nữa à, thì lại không có ra cái phiên bản limited edition hoặc là siêu hiếm. Nhưng mà lâu lâu tự nhiên vô mấy cái tập mở một cái 1-2 pack thôi, cái ra luôn nhân vật đó luôn. Thì là những dòng đồ chơi bất ngờ mà anh, toàn những điều bất ngờ. Ok, các bạn nghĩ sao về tập vali đồ chơi của tháng nay? Và các bạn thấy thích hoặc là ấn tượng với dòng đồ chơi nào ở đây? Hãy comment ở bên dưới cho anh khoai tây và cam cam được biết với ha. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh khoai tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh khoai tây và cam cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn luôn nha.